Wow! Beautiful! Thank you.
là chờ tới 7:30 ta mới mở cửa cho ta làm việc. Mấy cái trường hợp của trong anh cũng rộng dài lắm à. Trong thời gian ngồi chờ đợi 7:30 mà tại mình tới sớm. Đi vướng người tới nấu này giờ với anh 4 6 giờ đây là ăn miễn phí. Có mấy cái ở Tân Châu nó có mấy cái tiệm cơm á, tiệm cơm miễn phí, ngon lành luôn nè, ăn cơm ngon lắm á, cơm chay nha, chay, được cái Sài Gòn, chưa về có gì đâu, Việt Nam có gì Sài Gòn. Còn bên trong anh hàng chậm quá. Sợ con mất sáng rồi. Đến nhà thì dễ biêu. Dễ biêu lắm. Anh biêu nó mới thoát hơn mình. Nhưng nó là biêu gặp người trước. Biêu xe men lên. Nhà nó quanh label không mà nó cũng cho con bill cao à, nó lạ đó. Bill cao nhưng nó lượng gió mạnh, nó mạnh hơn rộng. Và cái vùng chùa em mua nó không có, hồi xưa giờ nó không có bị bão đó, nó bị ảnh hưởng hơn sơ sơ thôi, thì nước gió lớn mà nó bị thôi chứ nó không có bổ chính như đó. Còn nước rồi không, nước điện thì có rồi không, không cái đất đó đâu chưa có điện nước gì. Nhưng mà những khu vực cần đó là ta cũng có nhà cửa, có cái nhà cửa vậy là điện nước đó mình cũng có được. Làm đường ống xong hết rồi, làm đường ống lên biên giới xong hết rồi, chắc nó làm cái nhà của họ, ngôi nhà của họ mà xuống dư nữa, dư sẽ đâu quay nữa. Mới trúng thưởng.
gì đây?
trời 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 trời.